xúc động hình ảnh y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chống dịch COVID-19 suốt 3 tháng qua. Đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho 131 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 63 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện. Công việc hiểm nguy, vất vả nhưng không một ai kêu ca, phàn nàn, tất cả cùng có chung mong ước, đất nước nhanh chóng chiến thắng dịch COVID-19. Hiện, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tiếp tục điều trị cho 68 bệnh nhân, trong số đó có những người tiên lượng tử vong. Dù vậy, bệnh viện cùng với các chuyên gia nỗ lực dành sự sống cho các bệnh nhân. Bệnh viện cho biết, từ Tết Nguyên đán đến nay có y bác sĩ chưa từng được về nhà gặp người thân. Cũng bởi, họ phải làm việc trong môi trường cách ly, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, chỉ sơ sẩy một chút là có thể khiến nhiều người có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, ngoài chuyên môn, những công việc mà trước đây chưa bao giờ phải tự làm như cắt tóc vì đã có dịch vụ thì nay, các y bác sĩ phải giúp nhau. Thế nhưng, đến nay, các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc, không một lời kêu ca, phàn nàn. Dự kiến lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8. Trao đổi bên lề cuộc họp trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức tại 3 điểm cầu với các cơ quan báo chí. Chiều mùng 10 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh thời gian kết thúc năm học vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và dự kiến lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án cho kỳ thi Trung học Phổ thông. Nếu học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15 tháng 6 năm 2020, các em lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia với tinh thần tổ chức giảm nhẹ nhiều nhất có thể, Thứ trưởng nêu rõ. Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, nếu học sinh đi học chậm hơn ngày 15 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải trình Quốc hội để xem xét phương án tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia phù hợp hơn. Microsoft cho nhân viên có con nhỏ nghỉ phép 3 tháng ăn lương. Microsoft sẽ cho nhân viên có con đang tuổi đi học thêm 3 tháng nghỉ phép có lương để đối phó với dịch COVID-19. Theo một phát ngôn viên của Microsoft, nhân viên được chọn cách thức và thời điểm nghỉ phép, họ có thể nghỉ liền 3 tháng hoặc vài ngày một tuần. Microsoft gọi chương trình này là 12 tuần trả lương chăm sóc trẻ em nghỉ học vì bệnh dịch. Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã buộc các trường học trên khắp thế giới phải đóng cửa. UNESCO ước tính rằng việc đóng cửa trường học trên 188 quốc gia đang ảnh hưởng đến hơn 91% học sinh trên thế giới, khoảng 1,6 tỷ trẻ em và thanh niên. Nhiều tiểu bang ở Mỹ đã kéo dài việc đóng cửa trường học, một số thống đốc bang đã tuyên bố các trường sẽ đóng cửa hết phần còn lại của năm học, trong đó có bang Washington, nơi Microsoft đặt trụ sở chính.